Truyện tranh Tràng Quỳnh tập 443 Con trời. Có gì cho em ăn không? Đói quá. Đợi tí xíu, mời anh đi chợ, anh lấy bún thịt nướng cho. Nè, ăn đi. Tội nghiệp em ghê, đang có cha mẹ bỗng dưng thành đứa mồ côi. Tại cha mẹ em không biết tính toán, chết một người phải chừa lại một người để nuôi em chớ. Tính cái gì, cả hai người đi cùng thuyền, thuyền chìm thì chết hết thôi. Cảm ơn anh Quỳnh, em no rồi. Lúc nào đói thì tới đây, chuyện đó anh khỏi phải dặn. Ăn cướp, gia binh, trả tài nải lại cho người ta. Trác, để tao trả, làm gì mà đánh gấp vậy? Trả nè, đồ kỳ đà cản mũi. Tài nải của bà đây ạ. Cảm ơn cháu, cháu tốt quá. Mày ghê, mất lễ vật thì lấy gì cầu khấn? Vợ chồng ta lên chùa núi cầu tự, cầu cả năm nay rồi mà vẫn chưa có đứa con nào. À, có chỗ gửi thằng tổng rồi. Còn biết có một ông pháp sư rất giỏi, ông biết ai có thể cầu con được, ông bà thử tới hỏi ông coi. Ông ở trong hang nưa, ngày rằm mới có ông ở đó. Cảm ơn cháu, ta sẽ tới đó. Cho tiền ăn chè nè. Cảm ơn, con không ăn chè, sợ xuống răng lắm. Ông pháp sư đây rồi. Đi hỏi chuyện cầu con phải không? Ngó cái mặt là biết thèm con ngay. Đặt lễ vật lên bàn thờ để ta xem cho. Phù, ông pháp sư đâu rồi? Đợi ta một tí. Ổng nè, ta mới lên thiên đình hỏi về chuyện của ông bà. Pháp sư lên trời được à? Chuyện nhỏ đi như đi chợ. Nghe nè, sở dĩ hai người cầu mãi vẫn không có con, vì thiên đình đã hết nguồn con nít để cho những kẻ cầu con. Tuy nhiên vì lòng thành của hai người nên thiên đình sẽ cho hai người một đứa con. Đứa con này không giống như những đứa con cầu tự khác. Đứa con này tuy rất khù khờ, nhưng sau này nó sẽ làm quan lớn, ráng nuôi cho nó ăn học đàng hoàng. Ta nói lại, đứa con này rất khác những đứa con cầu tự kia. Ôi, mình mừng quá mình ơi. Em sợ lắm, không dám làm đâu. Sợ cái gì, cứ coi ông bà phú hộ như cha mẹ của em. Em cứ lễ phép, vâng lời là được. Ráng làm đi cho đỡ khổ cái thân. Có gì rắc rối anh Quỳnh giúp cho. Cùng lắm là bị tống cổ ra khỏi nhà, chứ đâu có chết. Ừ, em nghe lời anh, liều một phen. Có gan làm giàu mà. À, đau quá anh Quỳnh ơi. Chịu khó một tí, anh xăm cái chữ nhỏ xíu thôi. À, đau quá. Xong rồi, trên vai em có chữ thiên, có nghĩa là trời. Em là người trời. Giờ tới phần 2, ráng diễn cho hay để hết bị đói. Nằm yên trên này, coi chừng té. Ông ơi, ai để cái gói gì ở trên nóc nhà kia? Lấy xuống. Một thằng nhóc trần như nhộng. Quăng nó ra đường đi. Ở trên sai con xuống đây làm con của ông. Ông không được quăng con đi. Nói tào lao, tống cổ nó đi. Ông mà tống cổ con đi thì thiên lôi sẽ đánh sập nhà ông. Ông ơi, trên vai nó có chữ gì nè? Chữ thiên. Không lẽ nó là con cầu tự của mình? Tạm thời cho nó mặc quần áo, cho nó ăn uống. Ta sẽ đi gặp ông pháp sư. Ta đã nói rồi, đứa trẻ này không giống như những đứa con cầu tự khác. Ông bà phải nuôi nó. Ông bà mà đuổi nó đi thì ông bà sẽ khốn khổ. Thôi thì nuôi nó vậy. Có con mà không phải mang thai cũng khỏe. Đặt cho nó tên thiên vì nó là con trời.
thằng bé hiền lành, chăm học, mừng ghê. Rốt, có tiền trả cho tao chưa? Cả năm rồi. Tôi chưa có tiền trả cho ông, để từ từ tôi trả. Thiên, tới đây. Làm vậy nè, ông Phú Hộ sẽ thương em hơn. Ông mà còn đòi tiền tôi nữa thì... Điểm huyệt. Ờ, sao tôi không nói được? Chú trả tiền cho cha của con thì con giải phép. Đúng là con của trời, nó có phép. Không trả sẽ bị câm luôn. Vợ ơi, trả tiền. Giải huyệt. Mình về đi cha. Sợ ghê. Càng ngày ông bà Phú Hộ càng cưng em, mừng ghê. Em sợ rồi một ngày nào đó bí mật bị lộ thì buồn chết. Đó là ý trời, anh quỉnh bó tay. Có lệnh bắt ông Phú Hộ thà vì tội giết người. Tôi giết người, có bằng cớ không? Có người thấy ông giết thằng chăn bò rồi giấu xác vào bụi tre, ra làng. Thằng rốn khai rằng nó thấy ông giết thằng chăn bò. Nó làm chứng xạo, tôi không có giết ai hết. Nhốt ông thà lại, điều tra sau. Ông trốn trả thù vụ cha của em đòi nợ ổng. Vậy cha của em có ở tù không? Theo anh Quỳnh biết thì cha của em có bệnh keo. Ổng không cho tiền mấy ông Lý, mấy ông Quang. Bởi vậy nên mấy ông Lý, mấy ông Quang ghét cha của em. Có thể mấy ổng lợi dụng dịp này để bỏ tù cha của em cho bỏ ghét. Em không muốn cha bị ở tù đâu. Để anh Quỳnh tìm cách cứu cha của em. Phủ lá cây lên cái hố. Ông rốn tới, nấp đi. Ha ha, trả thù được lão thà, đã quá. Rọt, Ông thúc mê. Ổng xỉu rồi, kéo lên. Đài miệng ổng ra, đổ thuốc vô. Rồi, chạy đi, lát nữa ổng sẽ tỉnh lại. Em tới gặp ông rón, nói như anh Quỳnh bậy đi. Sao chú lại làm chứng dối để cha của con bị bắt? Tao không có xạo, tao thấy cha của mày giết thằng chăn bò rõ ràng. Biến, mày làm gì vậy? Còn làm phép, chú mà làm chứng xạo thì cái bụng của chú sẽ nổ. Ơ, sao cái bụng của mình phình to vậy? Phì, phì, càng lúc càng to. Ha ha, ăn cả đống bột nổi, cái bụng phải phình ra thôi. Chết chết, thằng nhỏ kia làm phép, cái bụng của mình sẽ nổ. Ra làng, mau. Ông Lý ơi. Ông Lý, cho tôi làm chứng lại. Ông Phú Hộ thà không có giết thằng chăn bò. Tại tôi thù ổng nên tôi làm chứng xạo. Thả ông thà, nhốt thằng rốn. Tẩm. Cái bụng xẹp rồi, suýt chết. Con giỏi quá, con đúng là con của trời. Chào ông, con mang nước ấm loại ngon nhất cho ông đây. Ơ, thằng Tổng. Tổng nào, nó là thằng Thiên, con của ta mà. Không có lầm đâu, nó là thằng Tổng, con của ông bà Tổng ở làng Cuộc. Cha mẹ nó bị chìm thuyền chết hết, để lại mình nó. Chạy thôi, lộ rồi. Bắt nó lại cho ta. Bắt lại là no đòn. Tránh ra để tôi. Mời cậu về nhà. Tôi đợi con nhà trời. Sao con lại bỏ chạy? Dạ ông bán mắm nói đúng thân phận của con, nên con sợ cha đánh. Con là thằng Tổng, không phải con trời. Anh Quỳnh bày con làm con trời để được cha nuôi. Dù con là con trời hay con đất thì cha cũng vẫn thương con, vì con là một đứa con ngoan, hiếu thảo. Con cứ ở đây làm con của cha mẹ. Còn thằng Quỳnh, ta sẽ cho nó một trận vì tội dựng tuồng gạt ta. Anh Quỳnh trốn đi, cha em đang tìm đánh anh đó. Sao kỳ vậy? Tìm cho ổng một đứa con mà sao ổng lại đánh mình?
làm ơn mắc oán nữa rồi. Ta không đánh, ta dẫn đi ăn hàng. Vậy mới đúng chứ. Sao mà con mắt bầm tím vậy? Đánh lộn với ông chồng. Tôi khuyên ổng bỏ nghề thầy pháp, thế là ổng đánh tôi. Ổng làm cái nghề xào xào để lấy tiền của người ta, tôi mắc cỡ lắm. Thế hỏi thần Quỳnh có cách gì làm cho ổng bỏ nghề không? Giúp tôi đi. Đi đêm có ngày gặp mà. Một ngày nào đó ổng sẽ gặp một tai nạn nghề nghiệp thì sẽ bỏ nghề thôi. Ông thầy coi giùm sao dạo này nhà tôi lộn xộn lắm, vợ chồng đánh nhau hoài à. Sáng mai tôi tới nhà bà, tôi sẽ tìm ra nguyên nhân. Đem miếng vải này chôn trong vườn của bà Chín cho tao. Lại xạo người ta nữa. Còn chôn tấm vải dưới gốc cây mít đó. Bà là á mà lùm bà quỷ ở đâu ẩu đơ. Đây rồi, dưới gốc cây mít. Một lá bùa. Có kẻ ém bùa làm hại nhà bà. Đặt 2 đồng tôi giải bùa cho. Mắc cỡ ghê Quỳnh ơi. Tao có giúp cha tao lừa người ta lấy tiền. Xấu hổ ghê. Thì đừng làm nữa. Không làm cho chết đòn hả? Tìm cơ hội cho cha mày một vố, ổng sẽ bỏ nghề liền hà. Làm vậy có bất hiếu không? Giúp cha mày thành người lương thiện là có hiếu, không phải bất hiếu. Ông thầy coi giùm con bò giống của tôi đi đâu, hay là bị ai lấy? Để tôi coi. Cơ hội đấy, nói với cha mày như vậy. Cha ơi, mẹ gọi gấp kìa. Con thấy con bò của ổng ở trong chuồng bò của ông Lý đó. Hay quá. Tôi xem quẻ lại. Con bò của ông ở trong chuồng bò của ông Lý, không biết vì sao nó ở đó. Tới xin lại đi, chớ nói là ông Lý trộm bò đó. Ông Lý cho tôi xin lại con bò. Bò nào? Bò của tôi đi lạc vào nhà ông. Ý ông nói tôi bắt con bò của ông hả? Ông nói tôi trộm bò hả? Vô chuồng bò coi con nào của ông. Không có con bò của tôi ở đây. Dám vu khống ta lấy con bò của hắn. Đói ăn lại, cho hắn một trận. Xin ông Lý tha cho. Tại ông thầy hay gạo nói con bò của tôi ở đây, chứ tôi đâu dám vu khống ông Lý. Bắt lão hại gạo vì tội vu khống ta. Lúa ơi, mày hại cha rồi. Sao ông dám nói con bò của ông này trong nhà ta? Tôi đâu có nói, thằng quẻ nói, nhưng không may là quẻ nói bậy. Thằng quẻ là thằng nào? Là thằng lúa con tôi. Tôi giờ quẻ thì nó nói, tôi nghe lời nó. Xách cổ thằng lúa lên đây. Chú nói giùm với ông Lý, con nói vậy để cha của con bị ông Lý bắt, cha của con sẽ sợ mà bỏ nghề. Ha ha, con có hiếu ghê. Thằng lúa nói vậy đó hả? Cha làm nghề xấu khiến con xấu hổ. Đánh ông thầy hai gạo 10 heo. Cha mẹ ơi, đau quá. Chẻ hết đống củi kia cho ta, rồi ta tha. Mày chết với tao lúa ơi. Ông thầy coi giùm, tôi bỏ nghề rồi. Thằng quẻ của tôi dạo này nó tào lao lắm. Nghe lời nó lại bị làng bắt, bị đòn nữa, sợ lắm. Thằng quẻ theo tao đi cày. Khỏi phải nói xạo ăn tiền nữa. Cha đặt tên mới cho tao là thằng quẻ. Thằng quẻ nói tào lao khiến cha mất nghề. Lô mập sập nhà. Ê Lý trưởng kẹo, tôi không có ghẹo ông à. Tôi cũng đâu có ghẹo ông, tôi chỉ nói mập sập nhà thôi. Chá. Dám đánh tôi hả? Mập không sợ ốm. Bịch cốt ui da. Bình ui da. Sợ chưa, tôi có võ đây à. Tôi mét thằng Quỳnh.
Quỳnh, lão lấy kẹo đánh tao bầm mắt, sưng môi, gãy mũi nè. Ông kẹo có chút xíu, sao chú đánh không lại? Ổng có võ. Mày phải trả thù cho tao. Người lớn đánh nhau cũng như trẻ con đánh nhau chỉ là chuyện thường tình, làm gì mà phải trả thù ghê vậy? Mày phải trả thù cho tao. Mày không trả thù cho tao, tao sẽ buồn, sẽ giận, sinh bệnh. Mà theo cậu Quỳnh, trả thù cho tao. Được rồi, để con trả thù cho chú. Trèo cái bao cát lên đây, cài dây bẫy ở đây, giật cái bảng lên thì bao cát rớt xuống. Lấy kẹo bé tèo tèo. Đứa nào dám ghẹo ta, đồ quỷ, soạt. Bịch. Ha, ngày đời cắn cuốc. Không chịu đâu, trả thù như vậy nhẹ lắm, tao không chịu. Phải cho lão ăn đòn nặng như lão đánh tao. Chú lù nhõng nhẽo ghê, để con tìm trò khác. Thiếm kia là người lạ. Chào thiếm, chắc thiếm mới tới đây lần đầu. Phải, có gì không? Con nói cho thiếm biết để thiếm đề phòng. Ở đây có một ông chuyên hù dọa người lạ mặt để lấy tiền. Ông ốm tòng tèo, tự xưng mình là lý trưởng. Ông sẽ bắt thiếm nộp tiền lên bờ. Vậy thì tôi sẽ làm sao? Đánh ổng một trận là ổng chạy à? Cảm ơn mày. Sao mày biết ông lý kẹo hay bắt người ta đóng thuế lên bờ? Tao thấy mấy lần người lạ nào lên bờ thì ông bắt nộp thuế lên bờ. Phen này ông kẹo chết chắc. Ha ha. Chị kia, nộp thuế lên bờ. Chắc bả bị điên đó ông Lý ơi. Vậy thì chạy thôi. Phì thoát. Dạ dạ. Làm gì vậy? Dùng phép thuật đánh ông. Tôi chỉ đánh vào gió mà ông sưng mặt. Ông có võ, tôi có phép. Ha ha. Ông bày trò trả thù tôi, tôi không thua đâu. Bẩm hoàng, ông Lý Lù nói xấu hoàng. Nói xấu thế nào? Ông nói hoàng xăm ăn, hàm ngủ, lười nhác ở giờ. Ông nói xấu hoàng ghê quá nên tôi lên tiếng bên hoàng. Thế là ông đánh tôi ra nông nỗi này. Để ta trị tội ông Lù. Hoàng trị tội ông cách này, ông mới thấm thía. Ông gây thương tích cho ông Lý Kẹo, ông phải cút đất cho ông Lý Kẹo để đền tội. Chà, miếng đất to quá, đất lại cứng, phần này mệt à. Chú cắt cái này, ngày mai con tới chỗ chú cút đất thì chú đưa cho con. Vàng à, vàng giả. Quỳnh, cầm cái này chạy đi. Nhỏ, đứng lại. Ông Lù đưa cho mày cái gì vậy? Hả? Vàng. Ông Lù đào được vàng trong đất của ông. Thôi, ông khỏi cút nữa. Cảm ơn ha. Tụi mày cũng khỏi cút luôn. Để tao cút, đi hết đi. Vàng, vàng ở đâu? Cộp cộp, mệt quá. Không có vàng hả? Cho một cục nè. Vàng giả. Cha đội lừa tôi, trời đánh ông luôn.